Hơn 30 học sinh chuyên tin học xuất sắc từ 12 tỉnh thành trên cả nước đã hội tụ tại trường Đại học Công nghệ Thông tin UIT, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2024 để tham dự lễ khai mạc trại hè công nghệ UALG Bootcamp 2024. Sự kiện thường niên này mang đến cơ hội cho các học sinh trung học phổ thông được học hỏi, trao đổi kiến thức và nâng cao kỹ năng lập trình giải thuật. Ngay sau lễ khai mạc, các trại sinh đã được tham quan campus xanh và hệ thống các phòng thí nghiệm mang thương hiệu của UIT, bao gồm phòng Data Center, phòng thí nghiệm an toàn thông tin và phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch tổng hợp. Sức hút của trại hè năm nay đã khiến nhiều trại sinh vượt hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn cây số để đặt chân đến UIT. Trong số những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết, Lê Thiên Quân, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị, đã vượt 26 tiếng đồng hồ trên tàu để đến với trại hè. Thiên Quân chia sẻ, em đã được tuyển thẳng vào UIT nhờ thành tích đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tin học. Tham gia trại hè với tâm lý khá thoải mái, em xem đây là phần thưởng cho những thành tích xuất sắc đã đạt được. Thiên Quân cho biết, ấn tượng nhất với em là phòng Data Center của UIT với cơ sở vật chất hiện đại, mang đến cho em cảm giác rất thích thú. Trại hè hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy thử thách và bổ ích cho các trại sinh, giúp các em phát triển kỹ năng lập trình, nuôi dưỡng đam mê công nghệ và tạo nền tảng vững chắc cho con đường chinh phục ước mơ trong tương lai. Hơn 30 học sinh chuyên tin học xuất sắc từ khắp cả nước đã đổ về trường Đại học Công nghệ Thông tin UIT, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự lễ khai mạc trại hè công nghệ UALG Bootcamp 2024. Sự kiện thường niên này là cơ hội vàng cho các bạn trẻ học hỏi, trao đổi kiến thức và nâng cao kỹ năng lập trình. Năm nay, sức hút của trại hè thu hút nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có Lê Thiên Quân, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị, đã vượt 26 tiếng đồng hồ trên tàu để đến với UIT. Thiên Quân chia sẻ, em đã được tuyển thẳng vào UIT nhờ thành tích đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tin học. Tham gia trại hè với tâm lý khá thoải mái, em xem đây là phần thưởng cho những thành tích xuất sắc đã đạt được. Trại hè hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy thử thách và bổ ích cho các trại sinh, giúp các em phát triển kỹ năng lập trình, nuôi dưỡng đam mê công nghệ và tạo nền tảng vững chắc cho con đường chinh phục ước mơ trong tương lai.